Vô chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của đây là Bì, là Bì, là Bì, đây là Bì. Tính ra thì cũng đã tầm 4 tới 5 tháng, cũng một cái khoảng thời gian nó không có quá dài từ cái lúc mình đăng cái vlog cuối cùng. Rồi mình nghĩ phải tới giờ luôn, chỉ có 4 5 tháng thôi. Cái thời gian cũng không có quá dài đúng không? Thật thì trong cái học kỳ trước thì mình khá là bận, mình học 5 lớp xong rồi mình kiếm được một công việc intern ở một công ty marketing. Và mình rất là thích công việc đó vì nó mình thích và nó rất là đúng cái ngành của mình, cho nên là mình kiểu ráng cày để mình đuôi cái job đó. Thì tại vì mình chỉ là intern thôi cho nên là mình không có được trả tiền. Thì trong lúc đó thì mình có đi làm thêm 2 công việc khác để kiếm tiền trong cái lúc mình đi làm intern. Và tin vui và may mắn thay, mình đã được nhận vào công ty marketing đó làm việc full time cho học kỳ tiếp theo. Cho nên mình có thời gian, mình có tinh thần, mình có năng lượng để tạo ra cái vlog này cho các bạn cùng xem đây nè. Tôi nói chung tóm tắt sương sương cho các bạn cùng biết vậy thôi. Bây giờ chúng mình hãy cùng chuẩn bị bước thẳng cái vấn đề, bước thẳng với cái chủ đề của cái vlog kỳ này. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái gì? Đó chính là single và pronouns trong cộng đồng LGBTQ+. Và nếu như các bạn là heterosexual hay là thẳng thì các bạn vẫn có thể xem được vlog này, vì mình tin chắc là cái xưng hô, cái pronouns sẽ được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của tụi mình. Và bây giờ thì hãy cùng bước vô cái phần đầu tiên nha. Vô. Ok, và tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về ba loại pronouns rất là phổ biến mà các bạn thường thấy. Cái đầu tiên đó chính là he, him, tiếp theo là she, her, và tiếp theo nữa là they, them. Và đôi khi các bạn sẽ thấy những cái sự lựa chọn khác, chẳng hạn như là he, they hoặc là she, they. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ cùng đến với cái xưng hô đầu tiên, cái từ xưng hô đầu tiên, đó chính là he, him. Dịch ra tiếng Anh nó là he, him, nghe nó fancy vậy thôi, chứ dịch ra tiếng Việt thì các bạn có thể bao gồm tất cả các từ xưng hô chỉ nam giới, ví dụ như là thằng đó, cậu đó, bạn nam đó. Vậy thì khi nào tụi mình sẽ sử dụng danh từ xưng hô he, him? Nếu như bạn là nam giới và nhận thức bản thân mình là nam thì các bạn đều có thể sử dụng xưng hô này. Nói cho nó đơn giản á, thì nếu như mà bạn sinh ra là một người nam về mặt sinh học và các bạn cũng tự nhận thức bản thân mình là nam, bạn nhìn với các bạn vẫn là nam thì các bạn đều có thể sử dụng he, him. Và cái trường hợp này cũng có thể áp dụng tương tự đối với các bạn trans guy, mà dù có thể là có thể của các bạn sinh ra không phải là nam về mặt sinh học, nhưng nếu cho identity của các bạn, bản nhận giới của các bạn vẫn là nam thì các bạn có quyền sử dụng cái danh từ xưng hô he, him. Hiểu chưa? Dễ không? Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Còn đối với she, her thì sao? Đối với she, her, nếu mà dịch tới tiếng Việt là bao gồm tất cả các danh từ xưng hô chỉ nữ giới, chẳng hạn như là cô ấy, chị ấy, em gái ấy, bạn nữ đó, tùm lum, tất cả danh từ xưng hô chỉ nữ giới, các bạn đều có thể sử dụng cái danh từ xưng hô này. Các bạn sẽ sử dụng cái danh từ xưng hô này khi nào? Một là đối với khi mà các bạn sinh ra là nữ giới, các bạn nhận thức bản thân mình là nữ giới, các bạn có bạn diễn giới gender identity là nữ giới thì các bạn có thể sử dụng she, her. Và điều này áp dụng tương tự cho các bạn trans woman. Nếu các bạn tự nhận thức bản thân mình là nữ giới, các bạn cảm thấy bản thân mình là nữ giới thì các bạn đều có thể sử dụng she, her. Rất là đơn giản. Rồi xong hai cái rồi đúng không? Bây giờ cái này mới bắt đầu rối não nè. Đây đêm. Nếu mà dịch ra tiếng Anh á thì nó nghe cũng nói chung là cũng được đi, mặc dù là trong tiếng Anh thì lúc nào mình cũng được dạy là đây hoặc là đêm thì sử dụng cho hai người trở lên. Nhưng tại sao một người danh từ xưng hô dành cho một người lại có thể sử dụng được đây đêm? Và nếu các bạn muốn biết lý do tại sao thì có thể quay lại cái vlog này, mình đã giải thích nó trong cái mục mà non binary, các bạn có thể xem. Bấm vô. Và như mình đã nói, đây đêm là một cái danh từ xưng hô thường được sử dụng khá là phổ biến bởi các bạn là non-binary. Các bạn này sử dụng cái danh từ xưng hô này á vì một cái lý do rất là đơn giản. Non-binary và cả cái danh từ xưng hô đây đêm mà các bạn thấy á, nó không hề bị trói buộc bởi hai cái đầu cực giới tính là nam hoặc nữ luôn. Ý là không phải là nam, không phải là nữ luôn. Và nó tạo cho cái danh từ xưng hô này một cái gender neutral, một danh từ xưng hô rất là trung tính về mặt giới tính, hiểu không? Cái trung tính về mặt giới tính. Thì các bạn non-binary này thường thấy các bạn ấy sử dụng rất là nhiều danh từ xưng hô này. Và không chỉ non-binary mới xài được đâu nha, mà ngay cả mọi người đều có thể sử dụng được cái danh từ xưng hô này. Một cái ví dụ rất là hay đó chính là khi mà mình bước chân vô làm việc ở công ty marketing mà mình, mà cả hồi đầu vlog á, ngày đầu tiên á, mọi người không có biết. Ý là mình nhìn là con gái, mình vẫn là con gái, nhưng mà mọi người không có biết danh từ xưng hô của mình là cái gì. Cái là mọi người gọi mình lúc mà nói chuyện hoặc cái lúc mà nhắn tin giữa đồng nghiệp với nhau á, thì mọi người vẫn gọi mình là đây đêm. Cái mình kiểu mình bị ấn tượng á, tại vì mọi người vẫn chưa có biết danh từ xưng
sở ngô của mình là cái gì. Và mình thấy cái điều này nó rất là hay, nó rất là ấn tượng đối với mình, tại vì mình chưa bao giờ thấy cái điều này ở bất cứ đâu luôn. Và công ty của mình làm được cái điều đó. Thì trong công ty của mình nó có một vài ví dụ, chẳng hạn như là có một vài người họ sử dụng là he said they hoặc là she said they. Kiểu lúc mà mình mới nhìn nó mình thấy cũng hơi lạ, cái mình bắt đầu mình lên Google mình sợ, tại mình nghĩ là ai mà sử dụng đây phải làm non-binary mới được. Nhưng mà thiệt ra sự thật không phải là vậy. Thì sau khi mình đọc vài article và vài post á, thì cái từ đây này có rất là nhiều người họ sử dụng cái danh từ xưng hô đó như một cái cách xưng hô rất là trung tính về mặt giới tính, kiểu như là họ đang thông báo cho người đang nói chuyện với họ biết là bạn có thể gọi tôi là anh ấy, chị ấy cũng được. Và nếu mà bạn không biết thì các bạn vẫn có thể gọi tôi là họ, các bạn vẫn có thể gọi tôi là đây. Điều này nó không hề ảnh hưởng gì với xu hướng tính dục của tôi hoặc là bản nhận giới của tôi. Kiểu tôi thấy xưng hô đó nó tạo cho tôi sự thoải mái và tự do cho mọi người, ai muốn kêu gì cũng được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là khi mà mình dịch cái danh từ xưng hô này sang tiếng Việt á thì nó nghe nó rất là hơi lạ, chính là họ. Lạ đúng không? Tại vì đó giờ mình không có bao giờ mà xài từ họ dành cho một người hết. Nhưng mà mình mong là nếu mà tụi mình sử dụng cái danh từ xưng hô nhiều á thì càng ngày nó sẽ càng được phổ biến và nó sẽ càng được bình thường hóa. Cho nên là mình đó, biết thêm nhiều thì tốt thôi. Sau khi mà tụi mình đã nắm được nền tảng và cái định nghĩa của từng cái danh từ xưng hô rồi, bắt đầu mình sẽ bước vô cái mục mà mình thích nhất, yêu thích nhất luôn. Đó chính là làm sao để mình sử dụng danh từ xưng hô này một cách hiệu quả nhất, tự nhiên nhất và thiết thực nhất. Cùng đến với mình ở trong cái cách đầu tiên, đó chính là sử dụng mạng xã hội của các bạn. Và mình chắc là ở đây kiểu ai cũng có mạng xã hội, cho nên là cái điều này hết sức là dễ dàng luôn. Chẳng hạn như mà kiểu như khi mình cũng cảm thấy hơi ngại khi mà mình mới gặp một người mới hay là mình mới gặp bạn nào đó, phải tới nhìn vô mặt người ta xong kiểu ê mình gọi tao bằng anh được không, gọi tao bằng chị, gọi tao chị đi, bé gọi anh đi. Nghe nó rất là kỳ đúng không, cả rất là cục xúc, rất là cục luôn. Cho nên mình mới nghĩ ra cái đầu tiên, đó chính là sử dụng mạng xã hội của các bạn. Và mình rất là thích Instagram ở chỗ là các bạn có thể bỏ cái danh từ xưng hô của các bạn lên trên cái mạng xã hội của các bạn. Cho nên là cái điều này rất khá là hay, tại vì khi mà bạn nào follow bạn hay là bạn nào ghé thăm từ nhà của bạn hoặc là bạn nào gửi lời mời các bạn với các bạn trên mạng xã hội thì họ đều sẽ thấy cái pronouns của các bạn. Điều này thông báo cho những cái người đó biết là ê, tôi muốn được gọi bằng cái danh từ xưng hô này nha. Và mình thấy cái điều này rất là dễ để thực hiện luôn, kiểu như ai cũng thực hiện được luôn. Rồi qua cách thứ hai nè, cách này thì đòi hỏi một sự máu lửa và tự tin nhất định của các bạn nha. Đó chính là các bạn chủ động giới thiệu cho cái người bạn hoặc là cái người mà bạn đang nói chuyện. Có thể giới thiệu là mình là chị với Nam và danh từ xưng hô của mình là he him và mình rất là mong muốn được gọi bằng xưng hô là Nam. Kiểu vậy các bạn có thể nói một cách rất là đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy đối với những người xung quanh nè, hoặc là đối với bất kỳ ai mà các bạn muốn luôn. Ok, sau khi mà mình đã giới thiệu cách một cách hai rồi mà các bạn vẫn kiểu như là không kiếm được cái cách nào mà nó thỏa lòng mong đợi, thỏa cái nguyện ước của mình thì không sao. Đây là bi, cho nên lúc nào mình cũng chuẩn bị cho các bạn cái cách thứ ba, đó chính là khi mà các bạn giống như là quá ngại phải giới thiệu cho mọi người xung quanh biết về danh từ xưng hô của mình, hay là mới gặp mà không có dám nói danh từ xưng hô của mình là gì, thấy cũng kiểu hơi ngại á, thì mình vẫn còn cách thứ ba, đó chính là sử dụng cái tên của các bạn để làm danh từ xưng hô. Thì chẳng hạn như mọi người xung quanh có thể gọi bạn bằng tên của bạn thay vì phải gọi bằng kiểu như là nhỏ đó thằng đó này kia, có thể gọi bằng tên của bạn, chẳng hạn như là Hân ơi cái áo của Hân mặc đẹp quá thay vì Hân ơi cái áo của bà mặc đẹp quá, đúng không? Kiểu như là nó nghe vẫn rất là tự nhiên và nó cũng rất là dễ nói luôn. Chẳng hạn như bạn có thể nói với cái người đang nói chuyện với bạn biết là mình tên là Hân, mình muốn được gọi bằng tên, chẳng hạn vậy. Kiểu một cái yêu cầu rất là đơn giản và mình thấy cái việc xưng hô bằng tên nó rất là dễ áp dụng và mình cảm thấy rất là dễ thương. Kiểu cái gọi lúc mà gọi bằng tên thì thấy nó thân mật, thấy dễ thương sao, cho nên mình cách này cũng khá là hay nếu mà các bạn muốn. Ok, và mình mong là qua vlog này các bạn đã biết được thế nào là danh từ xưng hô và định nghĩa của nó là gì, khi nào sử dụng nó và cách sử dụng nó ra sao. Mình mong là video này để đem đến cho các bạn những cái thông tin và những cái điều rất là bổ ích. Và mình muốn làm cái vlog này, mình rất là thích cái vlog này luôn, là tại vì khi mà mình đi làm ở trên công ty như mình đã nói á, thì mình cảm thấy khi mà sử dụng cái danh từ xưng hô đó mình cảm thấy rất là được tôn trọng nè, kiểu rất là được thoải mái khi được là chính mình mà mình không cần phải giấu giếm gì hết, kiểu như đúng kiểu là không có cần gồng luôn. Và mình mong muốn là khi mà sử dụng cái danh từ xưng hô này á, mình sẽ tạo ra được một cái môi trường, không chỉ là môi trường làm việc không nha, môi trường xung quanh mình luôn đều cảm thấy có được cái sự thoải mái và cái sự phóng khoáng và tự do trong cái cách mình được gọi là cái gì. Ok, và không có lèm bèm, không có nói nhiều nữa, cảm ơn các bạn đã xem vlog này của mình. Và tuy là đã rất là lâu rồi mình mới comeback nhưng mà mình mong là mình đã có đủ năng lượng, mình đã phục hồi năng lượng, mình đã hết stress hết này kia, mình có tinh thần này kia hơn để mình bắt đầu làm vlog trở lại. Cho nên là các bạn hãy theo dõi Instagram của mình, follow Instagram của mình, theo dõi Facebook, kết bạn Facebook và subscribe cái kênh này và like cái video này luôn để ủng hộ mình và để gọi là tạo động lực cho mình làm những cái vlog tiếp theo nha.
Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo của Đây Là Bi. Bi. Hello, tắt. Yo, cảm ơn các bạn đã xem hết vlog này của mình. Và nếu các bạn thích mình thì hãy like và subscribe channel của mình. Và đừng quên say hello với mình trên mạng xã hội nữa nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Peace.